Chân là bế. Từ tay hỏi toàn mùi dê. Bây giờ đây, tắt khỏi đây. Thông bà thường ăn cơm, thông bà ăn cách gì ạ? Bà vừa về ạ? Đi nhá, đi mai kia đây ạ. Đi thằng ba. Tối qua, chiều qua đi chơi, chiều qua vẫn đi chơi bình thường tối qua. Chiều qua đấy, em nhắn tin cho anh Tú, cái biển danh đấy. Cho đùng 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 lên, trời ơi. Chịp cái gì? Đêm qua. Nào, nào, chú muốn là người đen à? Đấy, người đen à? Mới đi điệu ngầm rồi đấy. Mệt quá. Mệt quá. Anh hai nó phải che nó nhỉ, nó cứ đứng xuống đông vậy nào. Thực sự thì vứt đi, thịt cho chó ăn. Mày tiêm lấy thuốc cho tao ăn. Gì? Anh bảo em thịt gà thì em chả bảo là ừ đấy. Anh có làm miếng không? Lu chai đói à? Này, về đi, về ăn cơm. Tớ có gì à? Không thì béo thì. Con ôm cái gì? Mẹ đang đau răng, mẹ bảo thăm thôi mẹ bố mày. Con đang đau răng, con đang đau răng, bắt gà con đau răng. Ít bà, lúc tối qua, mẹ đang cơm, lúc tối tối trong bóng đá, không hề biết đấy. Bảo mày cú sao ấy, thì lúc sau, thì xưng cơm bạch răng ấy. Sáng ấy, cả ngày em nói chuyện có nói được đâu. Giờ nó đỡ rồi. Em thấy hát bình thường. Hai bác cháu thì mày rủ nhau ạ. Em hát bình thường.